Người cá tiên Un ơi, đừng có làm vậy nữa, con thấy nhột quá à. Ráng chịu đi con, một tí nữa thôi. Tiêu Un tìm mấy sợi lông bị rối, dính chùm lại rồi cắt bỏ là xong à. Sao lông cửa con không giống như mấy bạn chó khác vậy người cá tiên Un? Đúng rồi, vì con là chó Lai mà. Cha của con là chó Akita Nhật Bản. Lai với mẹ của con là chó Golden Anh Quốc. Cũng may con không bị mắt hí như cha con đấy. Vậy mắt con bây giờ thế nào vậy người cá tiên Un? Mắt con to giống mẹ, với màu xanh nước biển rất tây, đẹp hết ý.